Dạ xin chào ông bà cô chú anh chị, chúc quý bà cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe nha. Trà sữa đang đâu vậy? Dạ con đang ở nhà nọ, con đang ăn mà mắm nè, con xin giới thiệu rồi mày có em đi chú đi em ơi. À, anh nội, bà nội, cha Khương, bé Bơ, con phà anh Hai Viên, phà Bo, phà Cú Ba, phà Mẹ Ngập, phà Úc Hơi, phà Dũng Ba. Dũng Ba đang quay. Đông đủ hết á, nhà mình đông đủ hết ha. Rồi bây giờ rồi sữa mời ông bà nội dùng ăn lông mắm nè. Mời ông bà nội ăn lông mắm. Rồi mời cả nhà cùng ăn lông mắm. Mời cả nhà cùng ăn lông mắm. Bà Trang, bà nó thiếu một người. À thiếu ai? Úp ơi. Úp giờ đâu biết đâu đâu. Ôi lông mắm của bà nội ngon quá, chiều mới kéo cá về lầu nấu cái lẩu mắm, bữa nay không có kéo cá gì cho má nấu bánh chua mà kéo cá gì cho má nấu lẩu mắm. Trời ơi con tuyệt vời luôn, xin mời bà con cô bác nha. Trời ơi đời mưa lâm râm mà lẩu mắm thì còn cái gì mà chịu nổi. Dạ hôm nay lý do hôm nay Dương Ba quay là do là Dương Ba hôm nãy Dương Ba ăn chay. Dạ hồi tháng giờ rồi hai đứa nhỏ nó bị bệnh sốt xuất huyết, Dương Ba lo lắng quá nên Dương Ba nguyện là hai đứa nhỏ nó khỏe mạnh thì Dương Ba sẽ ăn chay một tháng đó. Và cái lẩu nè, Dương Ba còn nguyện gì nè. Và cái lẩu mắm này ngon hơn ngon tất cả trong các lẩu mắm hồi bữa giờ ăn luôn ha, đúng không sợ? Đúng đúng rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Ông mời ông bà con chú chị ăn lẩu mắm. Mời ông bà chị chú anh chị ăn lẩu mắm. Trời ơi vui lắm, mừng lắm. Đã không, đã không ngon không? Cảm ơn bà nội chưa? Cảm ơn bà nội. Cảm ơn Thơ chưa? Cảm ơn Út Thơ. Ủa Út Thơ đâu rồi? Út Thơ lo đi, Út Thơ đi lơ lấy bún đi rồi ra. Út Thơ lo hậu cần luôn, từng người Út Thơ. Với lại Út Thơ vô thì phải ba người phải mới đi ra, Út Thơ mới có chỗ ngồi. Không có Út Thơ đi. Vậy Út Thơ rồi. Cô ba xích vô nè. Này nè bây giờ, nãy Thơ sửa giới thiệu nhanh quá à. Nè đây bên đây là có thím Tư nè, thím Tư chào mời cô chú nè. Chú Tư. Ông nội, ông nội Trần Nhân Đậm, bà nội Nguyễn Thị Đẹp, Khương Dừa, Trần Thế Khương, bé Bơ, bé Bơ, Phùng, Phùng Ngọc Hậu. Phùng Ngọc Hậu, Phùng Kim Hậu phải không? Phùng Kim Hậu. Xin lỗi. Trà sữa Trần Ngọc Diệp. Thế Vĩnh, Trần Thế Vĩnh. Cú Bin. Cú Bò. Cú Bò. Cú Bò. Phùng Thế Hiển. Đây cô ba. Cô ba Trần Kim Anh. Và bà xã Khương Dừa. Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Rồi. À, bé Mi vô trong hả? Dạ. Mi vô trong hả? Mi vô trong. Rồi xin mời ông bà cô chú anh chị cùng dùng lẩu mắm với lại gia đình Khương Dừa nha. Cha con không muốn được ăn đâu. Con thử quay không? Con không chay. Tháng rồi á. Con cũng vậy. Ừ. Hai đứa con cũng ăn chay nè. Ăn ăn như nước không à. Không có cá. Đã không? Đã không? Vui chưa? Vui chưa? Bữa giờ nhớ mà ông bà nội quá trời luôn mà nhớ cái lẩu mắm như nhiều. Thế Vĩnh không? Thế Vĩnh? Dạ ăn ngon. Ngày mai mình ăn món gì nữa? Tả bí lù. Tả bí lù, mai ăn tả bí lù được không bà nội? Cho con miếng nước đi. Cho con á. Cho con đi. Nó nhỏ nhỏ thôi. Hôm bữa giờ Khương Dừa bận quá bận, không có sắp xếp thời gian để chở đó. Hai bạn nhỏ về đây chơi được. Hôm nay Khương Dừa mới có thời gian về được hai ngày mà chú anh chị. Dạ rồi Khương Dừa về thì Khương Dừa báo mấy đứa em Khương Dừa về chung. Chung. Rồi ngày mai lại lên. Đã dài quá. Bự chán. Ngày mai chiều hả cho ha. Hỏi bà nội vui không? Ông bà nội vui không? Vui. Con vui con về hoài nha. Được không? Hỏi bà nội con về hoài được không? Uống chung em mẹ. Ừ. 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 Giới thiệu bà con bác sữa rau lẩu mắm quá tuyệt vời vậy. Trời ơi có đọt khổ qua nữa kìa. Trụng hết rau vậy em. Đây có cá gì em sợ đắng mới ăn được hả? Nam vào hết. Đây ôi ôi dạ do là người trong nhà không à nên ăn là ăn chung một cái lẩu gì nha bà cô chú anh chị. Ủa vậy? Uống dạ. Chung. Ôi ôi nó ngon. Hay là bơi uống đi. Uống chung luôn. Hay là bơi uống đi cho bơi. Uống chung á. Thôi đi lấy đi nha. Nó ngon. Chú đi ra đây lấy cho con ly hết rồi con cho bơi ly đó rồi.
con đổ hết cho bê rồi. Sữa ơi, con ăn lẩu mắm của bà nội là từ lúc mấy tuổi rồi đó, nhớ không sữa? Dạ con nhớ. Nhớ rồi không? Lúc sữa sinh ra là có rồi. Ừ. Lúc đó sữa chưa biết ăn. Dạ con nhớ lúc con biết ăn là ở đâu. Hồi lúc đó con biết ăn. Lúc con biết ăn. Nhớ đầu ăn. Cái lạ đời của trà sữa Thí Vĩnh với mấy con nhỏ nè. Trà chỉ về bà nội mới ăn lẩu mắm thôi. Bà ngoại mới ăn mẹ lẩu mắm. Ăn thêm. Còn ở trển là lẩu mắm cũng nhiều lắm nha bà cô chú chị. Ăn thêm. Mà không khi nào mới đòi ra chơi đi mua lẩu mắm cho con ăn chưa? Ôi ôi nhanh vậy. Làm cấp tấp vậy. Tuyệt vời. Ăn đói quá, trễ quá. Còn ăn tô này cũng no. Sữa ăn cá không? Dạ không. Mà con cho con một cái ke, cho con một cái ke thôi. Cá hơn, cá ngon tuyệt vời luôn. Thêm muối nữa. Một cái con cá thôi. Một cái con cá thôi mẹ. Cái da con cá thì nó dai như cái da gà vậy. Ngon quá. Gì nước. Cảm ơn mẹ. Cho lấy muối mực luôn à. Sữa ơi con mực không? Không. Dạ không. Cho lấy nước rồi. Dạ thì cảm ơn chị Hương vừa với lại mấy đứa em Hương vừa về hồi 2 tây tháng 9 và tới nay là bữa nay là 3 tây tháng 11 rồi không đó 12 hả? Đó. Ừ quên rồi, tháng 12 tháng 10 tháng 11 ủa 3 tháng mới về hả? Xin lỗi bận gì giờ bận dữ hả trời. Nhưng mà tại trong khoảng thời gian 3 tháng đó là bà nội cũng lên chơi rồi mới được sinh nhật Thảo My. Dạ có lên chơi. Em cá ngon quá. Cá ngon quá. Cá ngon quá. Anh lên lên đi đừng có đi dùng xe. Quan trọng là không khí gia đình. Trời ơi ngon quá vậy. Gao gao gao. Ăn gao đi. Trời đang mang mưa ăn lẩu quá đừng ngon. U yeah. Ngon quá, bỏ lửa bớt em ơi. Nắm nắm. Bỏ lửa bớt lại ha. Ăn lẩu mắm biết giờ ông nội thèm luôn hả? Chơi nhà ăn buồn ha. Nhiều khi ăn ở nhà, ăn ở nhà ông bà nội không ăn nha, ăn nhiều khi nhớ cháu. Đâm vui. Ông nội. Con biết cái nào cho bà nội ăn lẩu mắm rồi không thấy buồn à? Cái này là cái clip mà à, gia đình mà ăn lẩu mắm chứ nội vừa ngồi vừa coi vừa ăn á, không buồn. Hay ha. Đúng rồi đi giống tưởng tượng đang coi tôi coi đây. Dạ giống tưởng tượng rồi con này. Ê ê, rớt luôn. Trời ơi con cá của trời. Con quá trời cá rồi. Lóc nhóc lóc nhóc vậy bà con bác chứ chừng vài năm nữa cái lớn ngồi chặt à, chặt chỗ à. Rồi chưa tính là Út có gia đình đẻ được 10 đứa nữa. Nữa lắm không chị. Đẻ như bày bày như bày 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 chó con của bên ông bác bảy à. Út có chồng. Út ơi. Út có chồng sao mấy đứa? Út, bà nói là Út có chồng đi, bà cho Út 1 triệu. Cái gì vậy? Ở nhà mình có triệu đâu ba? 1 triệu. Không có hả? Để cho đứa thì Út có chồng. Vậy đó lại đi, Út có chồng, con cho Út 1 triệu. Mình có nhiều tiền mà ba. Nhiều không? Nhiều lắm, dưới 10 triệu. Hai mình có hai cái trời kìa. Em có nhớ nhau. Mấy đứa tụi con á lớn lên phải thương nhau nha không? Đứa nào á đứa nào mà khá hơn đứa kia phải giúp đỡ cho đứa kia nha không? Anh em. Con với bò lớn rồi. Ờ. À, mỗi đứa đi một cái đường. Con khóc con cá bột. Quan trọng phải thương ông bà nội, ông bà nội nha. Nghe không? Bo với pin với bơ với sữa nghe cho nói không? Nghe. Ừ. Đi học
Con không con có cái mày giao bình nở coi. Có gì? Con cho ông bà nào coi cái này con tô đẹp lắm, con tô hầu ké luôn á. Ừ, đẹp lắm. Ờ, con mang về lát tao tặng quà cho bà nội nha. Con ừ. Ủa, bà nào hồi thao dếu mẹ dếu sữa? Bà nào hả? Bà hơi. Bà hơi hả? Sao bà hơi bà ngồi mình cái vậy? Bà ngồi mình hơi bà trống hả? Sao không ngồi với con bà hơi? Bà hơi ơi. Bà hơi ơi. Con ông ơi. Đâu 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 bà đâu sữa ra rau mần mai cho Út Thơ coi. Ông ơi. Con muốn có tặng cái này cho Út Thơ với ông bà nội nè. Biết gì không? Hầu ké, con tua hầu ké đẹp lắm. Hỏi Dưỡng Út ơi, Dưỡng Út giờ này Dưỡng Út đâu rồi? Mà để tụi con tìm mòn mỏi vậy. Dưỡng Út chắc Út tính mấy nữa. Sao hoài Út chưa có giờ chờ chồng? Ôi Út, Út nhắn như nào Út coi có chồng Út. Út nhắn như nào Út có ba đứa con Út. Chưa có chồng có bạn rồi. Út nợ mấy đứa con mà. Ghê vậy. Con nữa không ơi. Cho anh em biết đi. Con nữa không? Con no hả? Út không lấy chồng rồi, Viên có nuôi Út không? Tao có. Đây, không đây ai nuôi Út nè, chừng nữa Út hả? Không có gia đình ai nuôi Út? Ai nuôi? Bừa. Ủa sữa không nuôi Út hả? Sữa mất gấp. Sữa mất gấp. Giơ tay cái ơi, giơ tay cái. Ừ. Sữa giơ hai tay luôn coi. Chồng lại nấu nấu lòng bấm cho tụi con ăn. Ồ, sữa ôn hưởng nuôi Út luôn kìa. Bơ vô hả? Sau này mỗi đứa đi làm tháng gửi về cho Út mấy triệu. Đưa cho Út 5 triệu. Từng đó tại chừng đó từng đó tiền đó là nó có khi mốt lớn lên con làm con đi làm không không lương cũng không được như đó thôi. Con bi quan à. Con bi quan quá vậy con. Vậy con không nuôi Út hả? Không phải nuôi Út chứ. Mà nuôi gì Út giờ khỏe lắm, bây giờ từng nữa mà ông bà ngoại, ông bà nội mà lớn tuổi mà ông bà nội trăm già trăm tuổi á. Út mà bỏ đói Út cũng đâu có ốm đâu. Nuôi Út khỏe lắm, bỏ đói về bỏ đói Út. Về giảm cân Út. Đây nha. Đó là lý do mà ông bà nội, đó là lý do tại sao mà Út Thơ là uống nu này đó, tại vì ông bà nội là thấy Út không có chồng cho nên bà nội lo xa, bây giờ phải nuôi cho Út là thiệt là mập luôn, để chừng nữa không ai lo thì, không ai lo thì ốm từ từ tới già đó luôn. Đúng không? Có coi như dự phòng á, đúng không Út? Đúng không hả? Số 1 luôn à? Anh mở lửa lớn rồi. Anh mở rồi. Ngon không con? Dạ ngon. Cảm ơn nữa đi, cảm ơn bà nội, ông nội đi. Cảm ơn bà nội. Cảm ơn Thơ. Cảm ơn Ấp Hơi, để máu đậu mắm cho con. Cho anh khăn. Đây cho chùi nè. Trời ơi, coi sữa nó ăn nè, bà ông bà cô chú chị thấy. Sữa mấy tô rồi? Hai tô. Hai tô rồi. Nữa không? Không. Dạ không. Dạ không. Cái con cái như hồi nãy luôn nhưng mà. Vậy cha để đây cho bút luôn. Thấy bờ rồi. Đây con lấy cái nhưng mà. Đây bút chú rồi. Thấy Vĩnh này ngon. Chịu ăn rồi. Bơ với lại bo chịu không nổi trà sữa cho Thế Vĩnh nè. Hai đứa nhỏ kia chịu không nổi. Mà con bo nó cũng không. Nói chung bo nó có lẩu mắm thì nó ăn chứ nó cũng không mê lắm mà. Không bằng hai cái vẫn không bằng hai cái miệng này. Hai cái miệng này. Anh với chị mà anh chị lớn trong nhà mà. Mời mà nấu lẩu gà ăn không chịu, đội ăn lẩu gà tên cô ba. Ừ. Có ngoài, có thích ăn cái lẩu gà mà gà ấy đó. Gà ở đâu? Gà ấy đó. Ở trong nhà cô ba hả? Hả? Biết ăn lắm. Mời mình về cái mình điện mình đặt trước, mình ra máy nha. Rồi. Sữa lo ăn không sớm nói chuyện bà cô chú đi cho họ. Ôi ơi, mẹ con thấy mẹ. Hả bà nội ngon không? Mẹ ngon không? Con thấy là mẹ đừng ăn cái con ngon quá. Mẹ mẹ. Mẹ làm nữa. Mẹ làm nữa. Sự chiến đấu rồi, sự. Chúc lên, chúc lên.
Trời ơi, sữa ăn rồi bà cô chú vậy. Thương không? Ăn gì ông bà nội thấy thương không? Lấy cái sao ăn quá vậy. Vậy chưa? Ờ à, mà sao chảnh không đòi ăn lẩu mắm ha, không đời nào đòi ăn lẩu mắm ha. Cái đồ gì đó bà nội không? Ừ, chảnh cũng bán lẩu mắm, thật sự có nhiều chỗ người ta nấu lẩu mắm ngon lắm bộ. Hình như trong cái gương ký ức của nó là về bà nội ăn lẩu mắm à. Ăn lẩu mắm là phải về nội ăn rồi. Không khí ăn phải lẩu mắm ở đây mới ngon. Trời ơi con ăn. Ôi giời. Ê, đi đâu hả? Đi chơi. Vậy con tạm biệt. Chào tạm biệt. Thưa bà nội. Thưa bà nội. Thưa bà nội con xong rồi con đi vô. Thưa mọi người. Chào ăn nhanh quá rồi nó phải hả chị đi hết rồi. Ừ, hồi nãy mấy anh hai với lại Bo với Bơ ăn xong cũng chưa chào nữa kìa. Để lát vô cho nhắc. Rút âm thầm rồi. Rồi. Thôi vô ha. Thôi chào tạm biệt đi. Nè. Cho bà nội đeo. Đeo vô cái áo này hả? Ừ. Đeo nè. Em đeo bao nhiêu? Giấu trong tủ, đủ chất luôn rồi. Vô vô. Rồi. Qua đây em. Rồi. Qua đây không Thân? Qua đây cưng cưng đó à. Cưng đó. Rồi gần ngay. Rồi gần ngay. Rồi gần ngay. Cái bụng. Xuống qua đây nè. Ôi nó trống. Xuống qua đây. Nè đây chặt nè. Anh hai xích bển đi vô. Qua đây qua nè. Xuống qua đây. Bà con cô bác thân mến, hiện tại shop khu dừa dứa đang có mặt hàng khuyến mãi. Dạ, 1 kg 1.000. Dạ. 75 kg 75.000. Tặng khi mà bà con bác mua này thì tặng kèm theo xe hơi với lại cái nhà mặt tiền. Nói người ta lại là không có nên người ta đậu vậy. Sao kìa, xe đậu sẵn đợi kìa. Ừ. Trời ơi duyên dáng dễ thương lắm á, mà tại vì có thời gian mà thấy mấy đứa bạn nó buồn hay sao á, có chồng mà nó ly dị rồi buồn cái ăn quá trời dễ mập vậy. Buồn chia sẻ với bạn à. Chia sẻ nó buồn với bạn đó ấm nít rồi đó ấm nhôm để đâu này cho anh bỏ bỏ đó sinh dưỡng mày nhớ ai em xin dinh dưỡng nhà này chắc con Thắng nó đỡ hơn không hồi đó nó đỡ hơn cũng mà đứa nào cũng nhỏ nhỏ Thắng nó có da thịt hơn xíu nhỏ nó cũng ham ăn nữa phải nhà không có ăn á nó đói nó thèm á ăn dễ ăn nó thèm ăn mà nó ăn cái gì cũng ngon dễ nuôi lắm ăn dễ nuôi nhất không có gì mà không có gì không mì tôm rồi đây mì tôm cơm là 2-3 tô tô cơm không à không có gì hết mì tôm cũng có ăn cơm không à mưa chiều gió quá trời gió mưa nhà ăn lẩu mới ngon nè để nó ghế mà nhớ vậy không nhà Hưng cho Hưng quay tới gọi đi biện Hưng không ăn trời đất ơi sao đồ cái ghế ngồi ngồi quay ngồi ghế này không được ghế này ngồi bể không có cái ghế này cũng mít đây này mẹ nấu tụi nó ăn được nè tại mùi mắm ít á có nhiều cái chỗ tao nấu mắm nhiều lắm nấu mùi nhiều ăn không được dắt cái này mẹ nấu mà mẹ nấu ở nhà còn nó còn nhạt không uống nước lèo người ta nữa. Ở này giờ đứa nào ăn ớt thì để vô nãy con nít à, không có để ớt. Đây nãy giờ quên giới thiệu bà con bác cái nồi lẩu đó. Rồi bà xã con vừa đang vớt lẩu lên nè cá rồi. Ủa đó. Trời ơi. À. Tết về vẫn ăn lẩu mắm nha. Tết Tây thì một là đi cả nhà Khương Dừa sẽ đi du lịch, còn hai là sẽ về nhà đây ăn lẩu mắm tiếp. Ôi đó. Dạ ngon là ngon giờ gì mới mua tại đồ tươi. Đồ tươi. Dạ cá là cá ong ao. Dạ nó ngon vậy nè. Còn thứ hai nữa là cái rổ rau. Tuyệt vời. Đất này mẹ không có mua dạ. Tôm nữa. Cái không không đừng ăn tôm. Cái chén muối ớt cũng ngon nữa bà con bác. Ớt mẹ Khương Dừa hái mà. Này là ớt hột luôn á ha. Ớt cục. Ớt hiểm
bất hiểm này ở quê kêu mình ớt chim mỉa không đúng, ở quê kêu vậy đó, chim nó ăn rồi nó ỉa nó mọc. Nói cái mâm rau của mẹ sắp đẹp lắm không chịu quay. Quay rồi. Ngon quá. Sắm cái mâm đi đựng rau. Mâm như này không đủ. Không mà nhiều bà cô chú anh chị. Nhiều bà cô chú anh chị á là coi trà sữa nhiều nha. Và coi phim kêu vừa con nhiều. Và rất là ấn tượng về cái nồi lẩu mắm. Mà không biết sao lại về lần nào cũng lẩu mắm và lần nào cũng quay, hình như không có lần nào không bỏ qua. Chứ lại thứ hai nữa là bà con cũng đang thắc mắc không biết cái hương vị lẩu mắm của bà nội như thế nào. Có cô gọi mẹ xin cái công thức luôn hả? Có cô không gọi mẹ chỉ ba nó. Rồi cổ nó cô tờ ơi, nấu ăn ngon, một bữa ngon quá. Dạ. Có thể là mẹ con vừa ta nấu lẩu mắm nó sẽ không ngon nhưng ở những cái chỗ mà người ta chuyên quá quá. Tại mà tại cái vị nó quen mấy đứa nhỏ. Cô không biết nấu, cô nói cô nấu mắm nhiều quá. Đắng, ăn không được, đắng nó mặn. Chan nước không được. Ừ. Nó rồi hả? Cô nói cô tính nó nấu nhiều mắm cho ngon mà có bữa cô ăn không được. Nhiều quá món nó mặn, như là nó đắng. Mọi vô giữ mấy đứa nhỏ không? Không, cô gọi điện cô hỏi nè. Dạ. Chơi chồng chơi với mấy đứa nhỏ. Đây, còn Mai không? Mai con quay Mai. Mai bự rồi chứ không nhỏ. Còn mấy cô mà mày hầm mình hỏng mình chim bánh xèo á. Mấy cô kêu mẹ chỉ công thức. Nên mà chiên cho ngon hả? Mà bột á mình đâu có làm công thức gì đâu. Bột quá mẹ cũng vừa. Đáng lẽ mà tại vì mày lo mẹ cũng vừa mới làm. Nhưng nó không giống như nhà hàng. Nhà hàng ví dụ người ta pha ví dụ ký bột một cái dừa hay gì đó 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 đó. Đó. Tao công thức, còn này mẹ cũng vừa làm theo cái theo thử rồi. Cái này mẹ mua bột sẵn rồi vậy mẹ về mẹ dắt nó cốt dừa vô. Mẹ thêm miếng đường vô nữa là xong. Có nước cốt dừa nhiều vô ngon. Mấy cô kêu mẹ chỉ công thức. Không, thề mẹ chiên ngon. Chiên giòn ngon. Giòn. Có thể lẩu mắm là mình ăn theo cái vị của mình, nhưng mà nếu như mình bán ra ngoài thì chưa chắc là mình ngon hơn ta. Nhưng bánh xèo mẹ xin vừa chiên ngon. Chưa rồi. Đó. Mẹ cũng như kêu bánh xèo đúng ngon. Còn lẩu mắm thì cái vị không. Dạ. Ăn khẩu vị đang quen đó. Mẹ đi đồ này đồ kia chứ ăn vậy mà cái đó là về nhà mình nấu ăn là ăn ngon. Anh thích ăn râm rau gì vậy? Qua hả? Qua. Cái này bỏ khô qua vô cũng ngon à. Bỏ khô qua trái vô cũng bắt phát ha. Cho đắng mấy đứa nít ăn được. Mẹ bỏ con ăn cái thì con mua cá ký con ăn cá ký luôn. Nhưng mà ăn xong rồi cái mình ở trong lòng mình có chuyện gì mình giữ không được. Nhiều quá. Nó đi một thẳng một lần rồi. Nói làm chưa nói câu sao là tao biết nói gì chứ sao nữa. Hiểu như trời mưa trên trời rồi nước hết xuống vậy. Mấy ông già xin lỗi bà con quát nhưng cái đó là gì cho bà con quát. Mấy ông già hồi đó vui lắm, ăn lá hôm qua xong cái lấy khế ăn dùm đắng rồi. Cái mấy người kia hỏi cái mấy ngọt, mấy người kia bắt chước ăn trời vậy nó đắng. Bắt cười gần chết mấy ông già rồi mắc cười chết luôn á. Mấy ông già đó ngắn mắt lắm á. Không mấy ông già xưa rồi đó ngắn mắt. Sớm mà sớm đó có mấy ông già là ông nọc cũng đi già không cái mấy cái không dạ mấy ông già xưa mấy ông Tiểu Lâm giống như là bà Phi vậy á. Mấy ông ngắn mắt lắm á. Thật ra nếu mà mấy họ cũng có chất hài á mà có mấy ông lớn tuổi á kêu bằng gắn mắt chặt dây nịch luôn bún thì mày lên ăn dao ngon quá dao đúng rồi mắm bữa mấy ông mà lứa tuổi ra ngoại á vui lắm. Cá ăn này cá ăn kia giờ không còn ai
đó mà sắm thời mấy ổng quay YouTube đã hả? Ừ, YouTube. Quay YouTube. Quay YouTube mấy ổng con rồi ha. Tính ra bà ngoại Phương vừa mất gần 2 năm rồi bà ngoại. Dạ. Con đi lại cái ông này thì chỉ lại ông kia mà chỉ đi giết mà đi một ngày đi không tới nhà chỗ nhà đó luôn. Con. Lại ông này chỉ lại nhà ông kia. Có ông là đi lại cái nhà ông kia xin bụi xin bó gom hả? Bó gom bó lên đã đi dọc đường lấy quẹt đốt. Cái gì? Ông có nhà. Ông có nhà bằng lá người ta đưa. Không? Thôi. Người ta đội bó gom, người ta đi ngang cái trái ổng, cái ổng lấy quẹt đốt ổng là làng, ổng nó giật trái nhà giục xuống trái nguyên cái cùng gom. Thôi, cái mập này nè, cá này thôi, nó nổi. Ăn đi, nào quay lại đi, ăn thịt cá thì được. Dạ thôi, cũng cảm ơn quý bà của chú anh chị nha. Dạ, lần nào thì gia đình Phương vừa về thì cũng đông đủ về này, rất là vui. Rồi phải ăn lẩu mắm. Đó, ăn lẩu mắm thì phải quay clip để giới thiệu quý bà cô chú anh chị. Để chia sẻ quý bà cô chú chị một xíu cái không khí gia đình của Phương Dừa. Phương Dừa nghĩ thì dù mình có bận bịu hay như thế nào á, nói chung là làm thì nó làm quanh năm suốt tháng, làm cả đời. Cho nên cũng nói Phương Dừa nói vậy chứ 3 tháng nay mới về. Nhưng mà cũng ráng sắp xếp mình về á. Ba mẹ rồi cũng càng ngày càng lớn rồi. Giờ con cháu về vui nên mình ráng sắp xếp mình về, mình nói chung về ăn cái gì cũng được, tạo niềm vui cho ông bà. Rồi quan trọng là anh em nữa, anh em lâu ngày gặp ăn uống gì nó có bữa cơm gia đình nó vui vẻ, nó hạnh phúc lắm. Về chấm gì hết cũng về thôi, không bận gì. Cho nên bà con cô bác nếu mà bận rộn thì không? Lâu lâu bà con cô bác nên sắp xếp thời gian. Dạ, gom lại. Gì? Mai mốt. Mai mốt cũng vừa mấy đứa cháu cũng vậy luôn. Ví dụ như là đám giỗ của nhà của ở nhà Khương Dừa mỗi năm có cái đám giỗ ông nội thì mấy đứa cháu lớn cũng phải bắt nó về, phải về làm gì cũng về. Ví dụ qua phải tập thành thói quen á, mình phải tập thói quen từ nhỏ. Ví dụ như là Tết nhất là phải về nè, lễ lộc là phải về nè, còn mấy ngày thường là đi chơi đâu đi cứ đi đâu tụi con cứ đi đó, lễ lộc rồi về. Còn nhà mà có ở quê mà có đám tiệc rồi gì nên mình về để mình đám tiệc là cái sự kiện mà đông bà con nhất. Dạ, bà con họ hàng đông nhất mình gặp để mình biết, mình chào hỏi nhau đó. Rồi đó, nói chung là rồi nhiều khi họ hàng thế gì ông bà cô chú gì lớn tuổi rồi bệnh hoạn rồi mình cũng phải về mình thăm. Cái ông kia thì ông già kia đi cũng được, cái gửi cho nội chạy ngay xe mới dậu ngang gối một gối mà chừng 80 lốp. Gửi ít trâu á, gói cứt bò khô, cái gói chừng gói giấy mà chừng 80 lốp vậy, cái đi ngang sang cháu nội ghé đưa cho ông nội, con cho ông gửi cho ông món này nè, ông về ông ăn. Ngồi kia ngồi lột gần chết. Mấy ông già đó ngắm mắt dữ lắm, ông này chơi ông kia chơi ông nội vậy. Mai kêu ông nội của trà sữa gửi cho ông ngoại của trà sữa. Lên đánh quay clip cho ông. Tao xui cho ông nhau. Vui lắm á. Ông ngoại á đi ra ngoài ấp chính mua cái te, mà cái te đó bự, mình mua phải mình lựa cái te bự nhất đang giác về đang đương gỗ. Đi ngang cái kêu chạy mắt chứ. Bỏ xuống đi, vô tôi nói chuyện này chút coi. Ông ngoại bỏ xuống cái te quăng phịch xuống, mà cái te giác lên nổi. Hỏi cái te chú mua nhiêu à? Vậy thôi đi về đi. Mà làm 3 lần vậy mà ông ngoại quăng cái te cái ông đừng sao ông ngoại nói. Trời đất ơi trời. Có kinh nghiệm hả? Không quăng. Vậy mà quăng 3 lần kêu cho được. Nói chuyện phải không? Ừ, trời đất ơi. Ngoài đỡ lên. Mấy ông nội đó chịu Phương. Một số nó bốn mà ông vui lắm. Dạ nó vui. Giờ giờ mấy ông xuống dưới cũng vui rồi. Bỏ vô. Dạ rồi thôi, cũng cảm ơn quý bà cô chú anh chị nha. Dạ Khương Dừa với mẹ Khương Dừa với ông Thơ, cô Ba với bà xã Khương Dừa với lại chú Tư, chú Tư. Xin chào tạm biệt và chúc quý bà cô chú thân nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ạ.